Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu rất hấp dẫn, hai kiện tướng quốc gia đại chiến Tiểu Phí, Phí Mạnh Cường và Nguyễn Quang Nhật. Trận đấu này diễn ra ngày hôm qua 27 tháng 7 2022 trên sóng Thăng Long Kỳ Đạo. Mời các bạn thưởng thức. Sau khi hòa nhau ở ván đầu tiên, đây là ván đấu thứ hai. Tướng quân. Chứ. Sure. Hoxia. Chi. 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 Sure.
吃。将军，吃鸡。将军抽鸡。再将，xe bốn bình sáu chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gián ba. 闲人指路，吃，吃。吃，吃。
吃。吃。吃。将军，吃。将军，吃。Chưa đến đây rất khó lòng mà chống đỡ, cho nên Nguyễn Quang Nhật đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 4. Đăng hậu pao.吃。
吃。 将军。 将军。 再将。 再将。 将军。 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 再将。
Tướng quân. Phản công. Phản công. Tướng quân. Tại chương. Tướng quân. Tại chương. Xe hai thối năm ăn pháo. Cho đến đây bên đó không còn lực lượng tấn công, cho nên Nguyễn Quang Nhật đã nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đón xem những ván sau ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.